Xin chào cả nhà, lại là El Hao đây. Hôm nay mình xin quay clip đặt hộp em máy lọc không khí Philips AC0820 này nhé. Thì trước tiên đó, các bạn có thể thấy thì phía bên ngoài thì em nó khá là nhỏ gọn và mini ha, chỉ vỏn vẹn là có 3kg thôi. Thì bây giờ mình sẽ khui hộp ra cho các bạn xem bên trong của em nó như thế nào nhé. Như các bạn có thể thấy thì là em nó được đóng gói rất là kỹ lưỡng ha, nên các bạn có thể yên tâm về quá trình vận chuyển. Thì trong quá trình vận chuyển thì bên mình là còn đóng gói chống sốc nữa, nên các bạn không có cần phải lo ha. Thì em nó khá là cao nên mình xin phép là để xuống ghế để lấy em nó ra nha. Rất là nhỏ gọn ha các bạn ha, chỉ vỏn vẹn là có 3kg thôi nè. Mình có thể tiện lợi di chuyển đến bất kỳ đâu trong ngôi nhà của mình hoặc là trong phòng của mình nha. Thì trong mỗi bộ sản phẩm á, thì đều có cái này là cái ổ cắm dây sạc ha. Mình sẽ lấy ra cho các bạn xem luôn nha. Đây, ổ cắm của em nó thì rất là chắc chắn nha. Và có cái bộ sách hướng dẫn sử dụng nha. Đây, rất là dày ha, mình có thể về để tham khảo nha. Còn bây giờ mình sẽ nói sơ qua về em nó cho các bạn luôn nha. Mình sẽ tiến hành bóc siêu của em nó nha. Máy được thiết kế màu trắng rất là trang nhã nha. Như các bạn có thể thấy nè, thì ở phía phần thân này là nơi hút không khí vào, và sau đó thì em nó sẽ trả cái bầu không khí sạch về phía bên trên ha. Nên khi một lát nữa mình sẽ test cắm điện vào là cái luồng gió mát nó sẽ ở phía bên trên. Như ở đây nè, các bạn có thể thấy nè, nó có cái công nghệ Aresen. Đây là cái công nghệ cảm ứng tự động, nó có thể nhận diện chất lượng không khí trong phòng của các bạn. Đây, cái bộ cảm ứng này nó sẽ ở phía bên sau thân máy nha. Các bạn có thể mở cái này ra để tiện vệ sinh ha. Mình sẽ lấy bông tăm để vệ sinh nhẹ nhàng ở phía bên ngoài nha. Sau khi vệ sinh xong thì mình chỉ cần đóng lại là được. Thì cái bộ cảm biến này nó sẽ thể hiện thông qua cái đèn báo chất lượng không khí ở phía trên này. Thì một lát nữa mình xin cắm điện và test luôn cho các bạn xem ha. Rồi ngoài ra thì em nó thì có cái công nghệ là VitaSeal ABS ha. Công nghệ này là sử dụng cái màn lọc HEPA. Thì cái màn lọc này nó sẽ ở phía dưới đáy thân máy. Đây, mình chỉ cần lật ngược máy lên. Khi mà mình mua sản phẩm về thì mình lật ngược máy nó lên, và mình chỉ việc xoay một cái như thế này và mở nắp ra thì mình sẽ thấy cái màn lọc HEPA này nhé. Thì cái màn lọc này hiện tại thì là còn nguyên seal. Khi mà mình mua về, mình chỉ việc bóc cái seal này ra và lắp nó về lại chỗ cũ là mình đã có thể cho máy hoạt động được rồi ha. Thì cái màn lọc này á, có công dụng của nó là lọc lên tới 99,5% các chất gây dị ứng và các loại phấn hoa, các loại hạt bụi mịn có kích thước siêu nhỏ từ 0.003 micromet ha. Và các loại nấm mốc, virus, vi khuẩn vân vân thì nó đều có thể làm sạch được hết và trả lại cho mình một bầu không khí trong lành và sạch sẽ. Thì khi mà mình bóc siêu xong á, mình chỉ việc bỏ em nó vô chỗ cũ, đậy nắp lại. Hiện tại là do mình chưa có bóc á, nên em nó còn hơi là cứng á. Rồi mình chỉ việc lắp như thế này thôi ha, và mình đập em nó lên. Rồi bây giờ mình xin phép là test cắm điện vào để cho các bạn xem em nó hoạt động như thế nào nhé. Đây, mình sẽ cắm điện vào nhé. Cái dây điện thì rất là dài ha, mình có thể tự do di chuyển đến bất kỳ nơi đâu nha. Sau khi mà cắm điện xong á, thì mình phải bật máy sang cái chế độ hoạt động nha. Rồi, bật lên á, thì máy sẽ có cái tín hiệu báo hiệu đèn như thế này nha. Thì cái tín hiệu đèn này là có 4 tín hiệu ha, là mình có thể thấy trên cái cuốn hướng dẫn này luôn nha.
là nó sẽ từ màu xanh sang màu đỏ. Thì màu xanh đó nghĩa là chất lượng không khí trong phòng của các bạn đang rất là trong lành ha. Còn nếu mà máy báo hiệu tới màu đỏ có nghĩa là chất lượng không khí hiện tại là đang rất là xấu. Thì hồi nãy mình có nói cho các bạn á, công nghệ cảm ứng Arisen nó đằng sau thân máy á, là nó sẽ tự động đo lường cái chất lượng không khí trong phòng của các bạn và sau đó thì điều chỉnh cái chế độ quạt cho phù hợp và trả lại cho các bạn một bầu không khí trong lành nhất có thể. Ngoài ra thì trên thân máy này thì có cái vòng tròn này nè các bạn. Đây, cái vòng tròn này là điều chỉnh chức điều chỉnh cái tốc độ quạt của em nó nha. Đầu tiên là các bạn có thể thấy nè, tốc độ quạt tự động ha. Sau đó là tốc độ turbo và sau đó là tốc độ ngủ ha. Thì khi mà máy ở chế độ ngủ thì đèn khá là mờ và hoạt động rất là yên tĩnh, thì độ ồn của nó là rất là thấp á, thì các bạn có thể là thoải mái tận hưởng giấc ngủ của mình mà không có lo là việc máy mà gây ồn hay là ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình ha. Đó, sau khi mà máy đã trả về cái đèn báo màu xanh dương á, có nghĩa là chất lượng không khí trong phòng đã sạch rồi á, thì các bạn có thể tắt máy và tận hưởng không gian trong lành của gia đình mình nhé. Sau khi sử dụng máy xong á, thì mình chỉ việc bấm tắt máy và rút dây điện ra là xong nha. Mình đã nói qua về đặc điểm của em nó thì sau một tháng mà mình mua về cho mẹ mình sử dụng thì mình thấy là cái tốc độ lọc sạch của em nó rất là ổn ha, và mẹ mình cũng đã bớt cái tình trạng hen suyễn rất là nhiều. Thì mình rất là khuyến khích những bạn gia đình nào mà có người thân mà hay bị dị ứng hay là hay bị hen suyễn thì tậu ngay em nó về thì cái tình trạng hen suyễn sẽ được cải thiện rất là nhiều. Mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe video của mình nhé.